Nếu đã sử dụng đủ loại kem chống nắng mà cứ hễ da nắng là da lại đen như thường, thì bạn có thể tìm hiểu dòng kem chống nắng Nang Pha này xem có tốt hơn không nè. Nang Pha là chống nắng này ở bên Thái Lan được ưa chuộng lắm. Thật sự thì khí hậu Thái Lan không khác Việt Nam là mấy, da của họ cũng giống da người Việt mình nên kem Nang Pha này khá được ưa chuộng tại nước mình. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này, có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Chỉ cần gõ những từ khóa đơn giản tìm kiếm tại các website hay các trang mạng xã hội, chị em sẽ nhận được khá nhiều kết quả khi mua sản phẩm kem chống nắng năng pha sở dĩ lại có nhiều mức giá như vậy, bởi ở đây chưa có một cơ quan quản lý chặt chẽ nào can thiệp về các mức giá hàng hóa trên các trang mạng. Tận dụng những tự do kinh doanh này, khá nhiều shop bán hàng đã bán với nhiều mức giá khác nhau. Yếu tố hàng thật hàng giả kém chất lượng cũng sẽ khiến cho kem chống nắng Nang Pha có nhiều mức giá khác nhau. Hiện nay, trên thị trường kem chống nắng Nang Pha có giá khoảng 100 000 120 000 đồng. Đây cũng là mức giá chung nhất trên thị trường và phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều khách hàng. Dù gì chị em cũng bỏ số tiền ra mua hàng, nên chọn các mặt hàng chính hãng đúng chuẩn để sử dụng bởi vốn dĩ nhiều chị em cũng biết được dùng kem giả kém chất lượng, vô tình trở thành kẻ gây hại cho da. Bôi lên da mặt không làm cho da đẹp lên, mà chị em đã sử dụng một lượng hóa chất không tên tuổi lên người nữa. Vì vậy chị em nên mua đúng hàng chính hãng mà sử dụng nhé. Kem này phù hợp nhất cho bạn nào thường xuyên phải đi nắng. Vì công việc nên bắt buộc bạn phải thường xuyên ra ngoài, mà thường ra ngoài thì lại tốn thời gian để trang điểm. Nên kem nang pha phù hợp với bạn, vừa tiết kiệm thời gian trang điểm vừa chống nắng mà lại dưỡng trắng da nữa. Ngoài ra thì chị em mình thường hay cầm điện thoại mỗi khi rảnh rỗi. Hay nếu phải làm việc trên máy tính nhiều, thì các bức xạ phát ra từ máy tính hay điện thoại cũng chẳng thua kém gì ánh nắng mặt trời. Nên bôi kem nang pha cũng là giải pháp để cứu lấy làn da xinh xắn của mình. Còn những chị em khác làm trong môi trường nhiều bụi bặm như may mặc, giày dép, thì khi bôi kem này lên sẽ tạo một lớp màng vừa chống nắng vừa bảo vệ da đồng thời dưỡng trắng da luôn. Nên có thể nói là kem chống nắng nang pha là rất tốt nhé. kem chống nắng nang pha hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng nang pha hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.